Chào đón tất cả quý vị cùng đến với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, luôn đặt mục tiêu phục vụ nước sạch cho người dân thành phố được chất lượng, an toàn, liên tục. Đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên tổng công ty luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng. Với đặc thù công việc khối văn phòng là ngồi nhiều, tâm lý luôn tập trung cao độ, nên bài thể dục nhỏ giữa buổi làm việc là điều rất cần thiết để thư giãn đầu óc, cơ thể và làm nóng lại tinh thần làm việc. Mời mọi người hãy cùng tham gia vào một buổi relax giữa giờ của Sawako chúng tôi nhé! Thì sau cái giờ thể dục giữa giờ á thì tụi mình cảm thấy sức khỏe được tràn trề hơn, năng lượng hơn. Sao cô? Khỏe để lao động. Sao cô?